Lục ca, anh thật là gan dạ đấy. Anh thật là gan dạ đấy. Anh thật là gan dạ đấy. Thật là gan dạ đấy. Gan dạ thật. Gan dạ quá. Gan dạ. Đám người này sao thế nhỉ? Lão Vương ca, hôm nay có chuyện gì vậy? Sao phủ Vương gia lại có nhiều người đến thế? Lão Lục gan dạ, anh tỉnh rồi à? Đây đều là các đại thần trong triều đến chúc mừng đại đệ điện hạ. Chúc mừng, mà nhiệt tình thế sao? Không đúng, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì lớn à? Vương phò thống lĩnh anh vừa nói điện hạ. Đúng vậy, Vương gia nhà ta sắp trở thành thái tử điện hạ rồi. Ngày mai sẽ tổ chức lễ phong. Vương gia nhà mình sắp trở thành thái tử điện hạ rồi. Sau này sẽ là hoàng thượng. Vậy chẳng phải tôi có thể thăng chức tăng lương, làm CEO cưới mỹ nhân giàu có, lên đỉnh cao cuộc đời rồi sao? Phải rồi, Vương phò thống lĩnh, vừa nay anh em đều nói tôi gan dạ. Có phải lúc say rượu tôi đã gây rối, làm chuyện gì quá đáng không? Tôi chẳng nhớ gì cả. Làm sao đây, giờ tôi lo quá. Lo gì chứ, anh ngủ say lắm. Không hề gây rối đâu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chỉ là lúc hoàng thượng ban thưởng, anh vẫn còn đang ngủ. Người ngủ trên đại điện, Lão Lục là người đầu tiên đấy. Lão Lục, anh thật là gan dạ. Không gây rối là tốt rồi. Vương phó thống lĩnh, anh nói lúc hoàng thượng ban thưởng, tôi ngủ trên đại điện à? Chết rồi, lần này chắc chắn chết. Tôi có 500 lạng bạc gửi ở ngân hàng. Em rằng sau này chẳng dùng được nữa rồi. Vương phó thống lĩnh, anh đi lấy giúp tôi đi. Sau này mời anh em uống rượu nhé. Lão Lục, anh làm gì vậy? Anh cũng đừng quá hoảng sợ. Chúng ta là người được điện hạ che chở, miễn là không phạm lỗi nghiêm trọng, điện hạ đều có thể xử lý. Ngủ trên đại điện chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phải rồi, hoàng thượng thưởng cho anh rất nhiều bạc, tôi đã nhận thay anh rồi. Khi xong việc sẽ mang đến cho anh. Phụ thân, con đã nghĩ kỹ rồi, con sẽ đi nói với vương gia. Không, với thái tử điện hạ. Nhưng Sương Nhi, dù sao đây cũng là ý của hoàng thượng, vậy Sương Nhi sẽ đi nói với hoàng thượng. Sương Nhi thà không nhận phong thưởng này, cũng không muốn phụ lòng tốt của tỷ tỷ. Sương Nhi vốn là người đến sau. Con tính tình quá thẳng thắn, không tranh không giành. Sau này khi điện hạ lên ngôi, con vào hậu cung, cha lo cho con quá. Nếu thật sự đến lúc đó, cũng là do Sương Nhi tự chọn. Trong mắt Sương Nhi đã không còn ai khác. Con gái này đã rơi vào lưới tình rồi. Hết cứu rồi, vương gia giá lâm. Thần nữ bài kiến vương gia. Không cần đa lễ, quốc công, đây chính là thần y mà bản vương đã nói. Lão phu bài kiến quốc công đại nhân. Phương thần y, chân của cha tôi còn có thể chữa được không? Chân của Long quốc công bị thương đến tận xương. Với người khác, triệu chứng này có thể không chữa được. Nhưng lão phu vừa hay có một phương pháp chữa xương. Chỉ là thời gian điều trị sẽ rất lâu, quá trình có thể sẽ rất đau đớn. Bao lâu? Một năm. Một năm không lâu đâu, không lâu đâu. Đa tạ vương gia đã tìm được danh y cho lão thần. Trước đây khi lão thần bị thương nặng hôn mê, cũng nhờ vương gia tìm được danh y ở Thanh Thủy huyện mới cứu được mạng thần. Vạn phần cảm kích, thần đều ghi nhớ trong lòng. Quốc công khách sáo rồi, đều là người nhà cả mà. Long quốc công, ta có thể ở riêng với Sương Nhi một lát được không? Dĩ nhiên là được. Sương Nhi, còn dẫn vương gia xuống dưới. Thường ngày nàng vẫn luyện võ ở đây à? Không có, không có. Đây đều là binh khí của cha. Sương Nhi thỉnh thoảng cũng luyện tập. Không nói chuyện này nữa. Sương Nhi, ta đến tìm nàng có việc muốn bàn. Vương gia xin nói, nàng nghĩ về ta thế nào? Nàng có hiểu ý ta không? Sương Nhi tất nhiên hiểu được. Vương gia rất tốt. Đừng để ý đến áp lực từ bên hoàng thượng. Ta muốn nghe suy nghĩ thật của nàng. Sương Nhi đồng ý, nhưng Sương Nhi có một ước nguyện, muốn xin vương gia thành toàn cho Sương Nhi. Có ước nguyện gì? Sương Nhi từ tận đáy lòng xem y tỷ như chị gái. Sương Nhi muốn y tỷ làm thái tử phi, mong vương gia thành toàn. Nhưng như vậy sẽ ủy khuất nàng, nàng có thể có lựa chọn tốt hơn. Sương Nhi đã có được lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu vương gia không chê, nếu vương gia không thích, Sương Nhi tự nhiên cũng không trở thành gánh nặng của vương gia. Lão thần mũ tối mới về. Khi về, trên nắm tay và vạt áo của hắn còn có vết máu đã khô. Lão đệ, đệ đã làm gì vậy? Đại ca, trên đường về có người giết gà, tay nghề không thành thạo, gà chưa chết hẳn, chạy ra làm bẩn áo của bản vương. Điện hạ, ngày mai là lễ sách phong thái tử rồi, chúng ta không làm gì cả sao? Ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì? Tầm nhìn và kiến thức của tứ hoàng tử tất nhiên vượt xa Lục gia. Lục gia không dám nói bừa, chỉ là điện hạ, nếu Lý Hạ Nhân được lập làm thái tử, mọi thứ sẽ thành định cục. Lý Hạ Nhân đâu phải tên ngốc Lý Húc. Những điều này bản hoàng tử đương nhiên biết rõ, chỉ là thái tử thôi mà. Từ xưa đến nay, thái tử không kế vị được ngai vàng mà chết sớm còn ít sao? Tứ hoàng tử định sau này mới ra tay với Lý Hạ Nhân. Ngươi nói sai rồi, ta sẽ không bao giờ ra tay với Lý Hạ Nhân. Những kẻ ra tay với Lý Hạ Nhân, giờ kết cục thế nào người cũng đã thấy rồi. Nhân gian vẫn còn tươi đẹp, bản hoàng tử còn muốn sống thêm vài năm nữa. Vậy ý của tứ hoàng tử là, tứ hoàng tử định để Lý Húc tiếp tục đối đầu với Lý Hạ Nhân, để ngươi hưởng lợi. Thông minh, Lý Húc đã bị giam lỏng trong phủ rồi. Cả đời này, đừng hòng thấy lại ánh mặt trời. Thế lực của hắn cũng đã bị Lý Hạ Nhân phá hủy. Nô tài thực sự không hiểu, hắn còn vốn liếng gì để đầu với Lý Hạ Nhân nữa. Lý Húc của thật đã thất bại, nhưng hắn chỉ là một quân cờ. Những đại thần trong triều đứng sau nhà họ Từ cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Một ngày nào đó nếu Lý Hạ Nhân xảy chân, sẽ có vô số bàn tay đen tối kéo hắn xuống vực sâu.
Thực ra theo ta thấy, Lý Hạ Nhân làm hoàng đế cũng chẳng phải chuyện xấu. Hắn có năng lực và thủ đoạn. Nếu năm đó Lý Hạ Nhân đến quê người, thì cha mẹ người đã không chết đói. Tứ hoàng tử đã cứu tiện nữ. Lòng trung thành của tiện nữ mãi thuộc về tứ hoàng tử. Dù Lý Hạ Nhân có ưu tú và hiền lành đến đâu, nếu hắn cản đường tứ hoàng tử, tiện nữ cũng sẽ không từ thủ đoạn nào để giúp tứ hoàng tử loại bỏ hắn. Ngươi không thể loại bỏ hắn đâu, không ai có thể loại bỏ hắn cả. Khi Lý Hạ Nhân thực sự lên ngôi hoàng đế, ta sẽ xin hắn ban cho ta một mảnh đất phong. Lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi ẩn cư, sống tự tại. Nhưng tứ hoàng tử, Lý Hạ Nhân có thực sự độ lượng như vậy không? Mọi người đều nói Lý Hạ Nhân hẹp hòi, nhưng hắn độ lượng hơn các ngươi thấy nhiều. Ngài vàng, không hấp dẫn sao? Ta không ngu đến mức tranh với Lý Hạ Nhân đâu. Lý Hạ Nhân, ngươi phải sống thật tốt. Ngươi còn sống, thì thiên hạ mới thái bình. Hôm sau, lễ sách phong thái tử được tổ chức đúng giờ. Vài ngày sau, khắp nơi đều vang tiếng pháo. Là ngày thái tử nạp phi. Điện hạ, người đến rồi. Thảo dân bái kiến thái tử điện hạ. Hôm nay là ngày ta và y thành thân. Y ở bên trong, lát nữa sẽ có người dẫn người vào gặp nàng. Đa tạ thái tử điện hạ. Thái tử phi, thần đã đưa người đến gặp người. Cha, y. Cha xin lỗi con, hôm nay con xuất giá. Cha chỉ đến nhìn con một cái. Nhìn xong là đi. Cha làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Y, cha xin lỗi con. Cha là đồ súc sinh. Là đồ súc sinh mà. Cha, chuyện đã qua rồi. Nhưng năm qua cha đi đâu? Năm đó khi cha sắp chết đói trên đường, vương gia đã phái người tìm cha. Vương gia giúp cha mua lại nhà của chúng ta. Ông ấy cho cha vài mẫu đất, bảo cha cứ yên tâm trồng trọt chăn nuôi. Nhưng năm qua cha cũng thường lén đến phủ xem con. Thấy con sống tốt, cha mới có mặt mũi gặp mẹ con. Đúng vậy, vương gia vốn là người miệng cứng lòng mềm. Vương gia không bao giờ nói miệng rằng mình tốt với ai đến mức nào. Thầy ấy chỉ âm thầm chăm sóc người khác. Thầy ấy giấu hết mọi việc tốt mình làm, chẳng quan tâm gì đến danh tiếng bên ngoài. Cha, con sắp xuất giá rồi. Y đã lớn rồi, có vương gia chăm sóc, cha con cũng. Thái tử phi, thái tử điện hạ sắp đến rồi. Phải tranh thủ trang điểm thôi. Sương Nhi, sau khi về nhà chồng phải nghe lời thái tử điện hạ. Không được nghịch ngợm làm điện hạ giận nữa. Con cũng phải chăm sóc bản thân, tuyệt đối không được thiệt thòi hay ủy khuất mình. Con biết rồi mẹ, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dù Sương Nhi thường ngày chỉ chú tâm võ nghệ, nhưng lời dạy của mẹ, Sương Nhi không dám quên một khắc nào. Tiểu muội à, cuối cùng em cũng lấy chồng rồi. Lão gia, hôm nay là ngày vui của Sương Nhi. Ông đem cái tên đó ra ngoài đi. Cha, mẹ, thực ra con không có ý đó. Vậy con có ý gì? Con không có ý gì cả. Đã không có ý gì, để cha con thể hiện chút đi. Lão gia, cố lên nào, tôi đặt cược vào ông đấy. Mẹ, điện hạ khi nào mới đến vậy? Nóng lòng đến thế, đâu có. Bắc kiệu đại kiệu, thập lý hồng trang, cả thành đều chúc mừng. Lý Hạ Nhân lần lượt đón Liễu Y, rồi đón Long Ngưng Xương từ Lăng Phủ. Trong cung, các quan đã có mặt đông đủ. Thái hậu, hoàng đế và hoàng hậu tề cũng đến sớm. Mất nửa ngày mới hoàn thành hết các nghi lễ dường già. Đừng ai ép rượu anh trai tôi nhé, anh ấy còn phải làm việc nặng tối nay. Hôm nay tất cả các chén rượu mừng, tôi sẽ uống hết. Hải Giang Vương chẳng phải đã cai rượu, không uống một giọt nào rồi sao? Làm anh em, phải hy sinh vì nhau chứ, vì anh trai. Có gì mà không thể phá giới chứ? Người muốn chơi bời thì tùy, nhưng hôm nay đừng lôi kéo lão Lục uống rượu. Ta phạt cậu ta cai rượu một tháng. Cái giường này to thật đấy. Đúng là khá to. Không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi. Điện hạ, vẫn chưa tắt đèn. Tắt đèn làm gì? Người vui kẻ buồn. Chỉ là hôm nay quá mệt, Lý Húc đã trở nên ủ rũ, tóc tai bù xù, mặt mũi bẩn thỉu, cảm giác như tinh thần không được bình thường. Mặt anh ta bầm tím từng mảng, không biết có phải đụng phải thứ gì không. Ngày thứ ba, Y và chị em cô ấy làm theo thủ tục, đi khắp nơi chào hỏi. Còn Lý Hạ Nhân được hoàng đế đưa vào thư phòng học cách duyệt tấu chương. Mấy người này rảnh quá, từ xa xôi gửi tấu chương lên, chỉ để chào hỏi thăm an. Chứ sao, làm hoàng đế cũng nhiều việc lắm. Mỗi ngày phải từ đống lời thừa, tìm ra những việc cần xử lý. Đến khi tìm được thứ cần xử lý, người đã mệt mỏi rồi. Phụ hoàng có thể đổi ý không ạ? À? Con là công thần mà, ngươi không thể đối xử với con thế này. Đây đâu phải việc người làm. Cứ học tốt đi, coi như làm quen với công việc trước. À phải rồi, lão pháp, hôm nay là ngày Hạ Nhân đến Nam Giang phải không? Lát nữa chậm sẽ đi tiện nó. Tâu bệ hạ, thái tử đã xách thùng ra khỏi thành được một nén hương rồi ạ. Thằng nhóc này chắc đã muốn chạy từ lâu rồi. Tâu bệ hạ, thái tử không ở Đông Cung mà lại chạy về Nam Giang, liệu có hơi không đúng quy tắc không ạ? Chấm rất thích một câu Hà Nhi từng nói, quy tắc của chấm chính là quy tắc. Còn một việc nữa, thông báo cho các khanh, sau này những tấu chương về Hà Nhi, chấm sẽ cho người gói lại gửi hết cho Hà Nhi. Cứ nói xấu sau lưng người ta, thế không hay ho gì. Vậy sau này ai còn dám tâu học thái tử nữa chứ? Lần này đi cùng Lý Hạ Nhân, còn có cả nhà nhạc phụ Long Kiêu. Long Kiêu đã xin từ chức với hoàng đế từ lâu, nên Long Kiêu cũng tận nguyện đi làm viện trưởng viện thứ 5 của học viện Bắc Thần. Người bị Lý Hạ Nhân dụ về, còn có Phương Thần Y. Lão Vương, chuyện gì vậy? Đám dân chúng đâu rồi? Thần không biết đại đệ, thần không biết ạ.
Này, bản vương đã đưa nhạc phụ về rồi. Sao họ không ra chào đón một chút? Mọi người đi đâu hết rồi? Đội họ ra đâu? Ra mau. Kính chào vương gia. Cái gì mà vương gia, gọi là thái tử điện hạ. Kính chào thái tử điện hạ. Các ngươi chào nhầm rồi, không phải chào ta, mà là chào Long Quốc Công và Phương Thần Y. Chưa từng thấy dân chúng sôi nổi đến thế. Chúc mừng thái tử đại phá nhân tộc, hải hoàn trở về. Các vị không cần đa lễ, khách đến nhà là quý. Tối nay ta sẽ đặt tiệc tại ngân hàng, mong các vị đến dự. Được thái tử ban tiệc là vinh hạnh của chúng thần. Tối nay chúng thần sẽ đến đúng giờ. Nhạc phụ, sau này ngũ viện giao cho người đấy. Có người đến rồi. Ai cho các người vào đây? Vương gia khi đi có dặn không cho ai vào phòng của ngài. Tô Ngọc, người điên rồi à? Vương gia, ngài đã về. Vương gia, cuối cùng ngài cũng về rồi. Thiếp nhớ chàng quá. Vương gia, thiếp đã dọn dẹp phòng của chàng rất sạch sẽ. Sạch lắm đó. Vương gia, lần này về chàng sẽ không đi nữa chứ? Vương gia, nàng muốn bóp chết ta sao? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta vừa làm gì thế này? Vương gia, lần này thiếp chết chắc rồi phải không? Tố mốc à, ngày nào nàng chẳng suýt chết chứ? Vương gia, thiếp sẽ lập công chuộc tội, xin đừng giết thiếp. Dù sao thiếp cũng là một lao động mà. Chỉ vì lâu quá không gặp ngài, nên thiếp không kìm được mới có hành động quá đáng. Con mốc này lại gây họa rồi à? Phu quân, thiếp có quà cho Ngọc Nhi. Thiếp đưa nó đi xem trước nhé. Mau thuần phục con mốc này đi. Y tỷ, tỷ về rồi. Tối nay em ra chợ mua gà về. Em làm gà nướng cho tỷ ăn nhé. Được, vậy cảm ơn muội muội Ngọc Nhi trước nhé. Đúng rồi Y tỷ, nghe nói tỷ đã thành thân với vương gia rồi. Nhạc phụ, sau này ngũ viện giao cho người đấy. Điện hạ khách sáo rồi, vương gia lập ngũ viện, đào tạo nhân tài cho đại hoa ta, công đức ngàn đời. Được làm viện trưởng đầu tiên của ngũ viện là phúc của Long Mẫu. Nhạc phụ nói chuyện thật khách sáo. Tối nay ta sẽ mời văn nhân tô viện trưởng đến, lúc đó hai người làm quen nhé. Phương Thần Y, ta có việc muốn nhờ. Thái tử có việc gì xin cứ nói. Thư viện bên kia còn chỗ trống, ta muốn nhờ thần y giúp ta lập một khoa y, truyền dạy y lý, dược lý cho học trò có hứng thú. Phương Thần Y, ý ta là không bắt người truyền hết bản lĩnh cả đời, chỉ là muốn nhờ người truyền dạy những kiến thức cơ bản về y học cho mọi người. Tất nhiên ta sẽ trả công xứng đáng cho người. Truyền thừa không dễ, ta muốn y thuật cũng có một hệ thống truyền thừa tốt. Ta không muốn mấy nghìn năm truyền thừa của chúng ta bị đứt đoạn. Phương Thần Y vẫn có thể chọn đệ tử tâm đắc truyền thừa y thuật, điểm này ta sẽ không can thiệp. Điện hạ cao nghĩa, từ xưa đến nay biết bao y thuật đã bị đứt truyền thừa, vương gia lập một y khoa có lẽ thật sự giúp y thuật được truyền thừa tốt hơn. Ta cũng xin hứa với các ngươi, ta sẽ không để xảy ra tình trạng dạy xong đệ tử lại bỏ đói sư phụ. Lý Hà Nhân ta, ngân hàng Hà Nhân và Bắc Thần học phủ của ta chính là bảo đảm cho mọi người. Vương gia, cuối cùng ngài đã về, con cái tôi nhớ ngài đến phát điên rồi. Tô tiên sinh, Long tướng quân, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Hai vị quen nhau à? Vậy thì khỏi cần ta giới thiệu lại rồi. Tô tiên sinh, không ngờ sau bao năm chúng ta lại có thể cùng làm việc. Long tướng quân chính là viện trưởng võ viện mà vương gia mời về. Tô tiên sinh không thể gọi vương gia nữa đâu, vị này giờ là thái tử của đại hoa rồi. Thảo dân thất ngôn, mong điện hạ đừng trách. Mọi người đừng khách sáo mời vào, ta bảo Ngọc Nhi pha cho mọi người ấm trà ngon. Tô Ngọc đã về rồi à? Vừa nãy còn ở chỗ ta mà. Đúng là con chuột đen to tướng. Tối nay sau khi tiếp đãi xong các vị khách, Lý Hà Nhân và Liễu Y cùng Lý Uyển Nhi bận rộn trong thư phòng đến tận khuya. Hiện nay đại hoa cần phát triển dân sinh và kinh tế, khuyến khích canh tác bên đó lão hoàng đế sẽ lo liệu. Lý Hà Nhân cần Lý Uyển Nhi mở rộng ngân hàng, thương hội khắp cả nước, không ngừng khai thông thương đạo, đồng thời đẩy nhanh lưu thông ngân phiếu. Về việc tăng cường quân đội, Lý Hà Nhân cũng nói cần tiếp tục phát triển kỵ binh và thủy sư. Kẻ thù không chỉ có những gì nhìn thấy được. Cuối cùng Uyển Nhi mang theo nhiệm vụ rời đi. Phu quân, hôm nay Ngọc Nhi nói với thiếp, nó muốn xin một chân trong phủ. Ở thư viện không bằng ở đây kiếm được nhiều. Nàng trả lời sao? Ta bảo nó rằng, hiện giờ ta không thiếu nô tỳ, nhưng còn thiếu vài phòng thiếp thất. Ta nói hôm nay ở thư viện, nó nhìn thấy ta sao lại như thế mà vậy? Vậy phu quân nghĩ sao? Cứ để tự nhiên thôi. Về phòng nghỉ ngơi đi, Sương Nhi còn đang đợi đấy. Trưa hôm sau, Lý Hà Nhân chưa ăn gì đã đến huyện nha. Nói chuyện với Điền Khải rất lâu, tìm hiểu về tình hình kinh tế và phát triển hiện tại của Thanh Thủy và Nam Giang. Hiện nay kinh tế Nam Giang phát triển nhanh chóng, đã có hình thái công nghiệp nhất định. Điều này Lý Hà Nhân rất hài lòng, tiện thể thăng chức cho Điền Khải. Về nhà lại bận rộn nửa tháng nữa, cuối cùng mọi thứ cũng đi vào nề nếp. Hôm đó, Lý Hà Nhân xuất hiện tại xưởng sáng tạo. Ta muốn xây một phủ đệ, các người giúp ta thiết kế. Yêu cầu của ta rất đơn giản, vừa cao cấp, sang trọng, đẳng cấp, vừa kín đáo xa hoa và có chiều sâu. Phải có phong cách phù hợp với thân phận và khí chất của ta, không thể để người ta nhìn vào là thấy như kẻ mới nổi. Vương gia, bác thái tử điện hạ cấp ta đến rồi. Tốt, người nhanh chóng sắp xếp người tiếp tục tuyển mộ thủy sư, rồi đi thông báo cho xưởng tạo thuyền tiếp tục đóng thêm vài chiếc thuyền lớn. Vương gia, lại có một làng trài bị đông danh tấn công. Lại bị tấn công à? Đã cử người đến chưa?
đã cử người đến ngay lập tức rồi. Sau khi người của ta đến, đã chém giết 15 tên đông danh trên bờ. Những tên còn lại đã lên thuyền chạy trốn. Chiến thuyền đã đuổi theo rồi. Nhưng đêm tối quá, thuyền nhỏ của đông danh này tè. Em rằng khó mà đuổi theo hết được. Tình hình thương vong của dân chúng thế nào? Nếu không phải người của ta đến kịp thời, em rằng cả làng đã bị tàn sát rồi. Quân đông danh chết tiệt, tiếp tục tăng cường phòng thủ ven biển. Nếu phát hiện quân đảo quốc, giết sạch không tha. Vâng. Sương Nhi, học được chưa? Thử lại xem nào. Xin lỗi. Điện hạ, nửa tháng nay sao thế? Sao cứ bị thương hoài vậy? Nói ra, toàn chuyện buồn thôi. Thái tử điện hạ, Vân Nương sắp sinh rồi. Lão Vương bảo không có kinh nghiệm. Mời điện hạ qua chỉ đạo. Hắn không có kinh nghiệm, ta lại có kinh nghiệm mà. Thôi, ngồi xuống đi. Đi tới đi lôi cũng vô ích. Chúc mừng tướng quân, phu nhân sinh được một cậu bé mập mạp. Đại đệ, thần vụng về quá, sợ không kiểm soát được lực làm đau đứa bé. Đại đệ bé thay thần đi, đúng là vô dụng. Đại đệ, nhà lão vương có hậu rồi, đặt tên cho đứa bé đi. Đại đệ, thần không biết chữ, ngài là cha đỡ đầu của đứa bé, xin hãy đặt tên cho đứa bé giúp thần. Gọi là vương hạo đi, ta mong đứa bé lớn lên giống ngươi, khí phách hiên ngang, chính khí lẫm liệt, tên hay quá. Hạo nhi, hạo nhi của ta, mau vào thăm Vân Nương đi. Vương gia, trời không còn sớm nữa, nên về nghỉ ngơi thôi. Sau nửa năm, phủ đệ sang trọng hoành tráng, nhưng kín đáo và tinh tế của Lý Hà Nhân đã xây xong. Phu quân, thiếp không khỏe, có lẽ ăn nhầm gì đó nên đau bụng, buồn nôn và đau bụng. Không cần phiền phương thần y đến đâu. Không được, sức khỏe nàng quan trọng hơn cả mạng ta. Điện hạ, phương thần y đã đến. Chỉ thấy phương thần y lúc nhíu mày, lúc lại giãn ra, rồi lại nhíu mày. Sau đó nhìn Lý Hà Nhân với vẻ kỳ lạ. Khi một bác sĩ có quá nhiều biểu cảm trên mặt thì thật khiến người ta lo lắng. Phương thần y cô ấy, điện hạ không cần lo lắng. Thái tử phi không sao. Vậy sao lúc nãy ngươi còn nói điện hạ có tin vui? Ngươi nói gì? Ta nói thái tử phi có tin vui. Y, nàng có rồi à? Phương thần y nói có rồi. Vậy chắc là có thật rồi. Tuyệt quá y, ta Lý Hà Nhân sắp làm cha rồi. Từ nay y càng là báu vật của ta, không được mệt mỏi nhé. Điện hạ, cái đó Phương thần y sao thế? Hay để mọi người lui ra đã. Không sao, đều là người nhà cả. Phương thần y cứ nói thẳng đi. Thật sự muốn nói, ngươi nói đi. Lê mê thế không giống phong cách của ngươi. Cái đó, thái tử phi hiện đang có thai, sau này phải kiêng kỵ một số thứ. Lão phu sẽ kê đơn an thai cho thái tử phi. Thái tử điện hạ sau này không được làm bệnh nữa. Nhìn gì thế? Không có việc gì làm à? Này, điện hạ, chúng thần không nghe thấy gì cả. Chúng thần đi đây, đi ngay đây. Cô nhanh lên. Bảo ngươi nói thật ngươi lại nói thật à? Thẳng thắn quá nhỉ. Điện hạ, lão thần đã nói sai. Không sai, nhưng tháng này mất thưởng rồi. Thôi đừng biết nữa, để y nghỉ ngơi đi. Ngươi theo ta ra đại sảnh, biết xong ta sẽ tự đi lấy thuốc. Chúc mừng tỷ tỷ, tỷ tỷ đã có thai rồi. Từ nay muội muội sẽ vất vả hơn. Nhưng tỷ tỷ ơi, nếu em cũng lỡ có thai thì sao? Em quên rồi, còn người dự bị nữa, phải nhanh lên thôi. Ồ đúng rồi, còn nữa, tỷ tỷ yên tâm, em cũng sẽ cố gắng mang thai sớm. Phụ hoàng, đang bận gì thế? Sao lại vất vả thế? Con gái ngoan, trong bếp có bình gà xi đấy. Tự đi mà nghịch nhé. Phụ hoàng đang bận xử lý chính sự, ta phải nhanh chóng xử lý xong để đưa hoàng hậu đi thăm y. Phụ hoàng, nhiều tấu chương thế này, đến khi cháu biết đi, cha cũng chưa chắc xử lý xong đâu. Đúng rồi, con có thể giúp ta đưa hoàng hậu đi mà. Được, được, con sẽ giúp việc này. Vương gia, thủy sư đã phát hiện đảo của giặc đông doanh, chuẩn bị tấn công, mang đủ đạn pháo, bắn chết lũ khốn đó. Ống nhòm của đại ca làm ra quả là thần kỳ, lần nào cũng khiến giặc đông doanh bất ngờ. Thật sự quá đã. Phía trước chắc là trạm trung chuyển của giặc đông doanh, chỉ cần tiêu diệt hết bọn chúng trên đảo, có lẽ sẽ triệt được tận gốc giặc đông doanh. Vương gia, đảo của giặc đông doanh đã vào tầm bắn. Khai hỏa. Là thủy quân đại hoa, người đại hoa đến rồi. Bọn giặc đông doanh và thủy quân của Lý Hà Hồ đã giao chiến một lúc rồi. Mỗi khi gặp thủy quân của Lý Hà Hồ, chúng cũng có cách đối phó riêng, không gì khác, gặp là chạy luôn. Lũ xuất sinh này muốn chạy à? Đuổi theo. Anh em cố thêm chút nữa, sắp đuổi kịp lũ chó đông doanh rồi. Vương gia ra lệnh, hôm nay phải tiêu diệt hết giặc đông doanh để báo thù cho những người thân đã chết của chúng ta. Anh em, bắt đầu bắn, không để sót một tên. Lần này chắc lũ đông doanh chết hết rồi nhỉ? Cuối cùng cũng có thể đi Nam Giang thăm đại ca và đại tàu rồi. Chiều tối, chiến thuyền trở về cảng. Trận này tiêu diệt hàng chục thuyền nhỏ của giặc đông doanh, một thuyền lớn, giết hơn 1000 tên địch. Còn phía Lý Hà Hồ không có binh sĩ tử trận.
Phương gia ở bờ biển bên kia lại có giặc Đông Doanh tấn công làng. Chết tiệt, lại nữa à? Lũ quỷ này, rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Sao giết mãi không hết? Bờ biển ở đây dài và hẹp, bổn vương đâu thể cứ mỗi bước lại đặt một trạm gác dọc toàn bộ bờ biển được. Vương gia, ngài nói xem có phải là vì chúng ta đã giết sạch bọn Đông Doanh ở căn cứ đó nên bọn Đông Doanh ở nơi khác không biết không? Mới biết kẻ vô tri không bị ràng buộc. Có lý đấy, giá mà tìm được sao huyệt của giặc Đông Doanh thì tốt quá. Ta cũng giống như huynh vậy, chạy thẳng đến sao huyệt của chúng, quét sạch chúng một lần, thế là xong chuyện. Giặc Đông Doanh liên tục tấn công, xem ra ta phải dùng đến tuyệt chiêu rồi. Tuyệt chiêu của vương gia là phương tay. Đây là do giặc Đông Doanh ép ta đấy, ta phải gọi huynh rồi. Điện hạ, Hải Giang Vương kẹt giữa 800 dặm. Y, bổn cung dẫn các người đi ngắm hoa anh đào. Cha, đại ca, thần đệ đợi huynh lâu rồi. Chúc mừng thái tử phi, gần đây ngủ không ngon. Đại ca, chúng ta vào trong nói chuyện. Đại ca, không biết đâu, bọn giặc Đông Doanh này quá xảo quyệt. Những ngày qua thần đệ luôn dẫn quân truy đuổi chúng trên biển, nhưng chúng như những bóng ma, diệt không hết giết không xong. Đại ca, có cách nào hay không? Có thể giải quyết giặc Đông Doanh một lần và mãi mãi, huynh nhất định phải giúp thần đệ. Nếu không đến năm sau đánh giá thành tích, thần đệ lại không đạt tiêu chuẩn mất. Đệ nghĩ sao? Nếu có thể tìm ra sao việc của giặc Đông Doanh, tiêu diệt chúng một lần là tốt nhất. Nhưng đại ca à, biển cả mênh mông thế này, thần đệ biết đi đâu tìm sao việc của chúng đây? Đại ca, có cách nào tốt hơn không? Có thể giải quyết triệt để không? Cách của đệ chẳng phải là giải quyết triệt để rồi sao? Lấy bản đồ hải đồ ra đây. Đại ca biết sao huyệt của bọn giặc Đông Doanh ở đâu sao? Đại khái là biết. Nếu không có gì bất ngờ, sao huyệt của giặc Đông Doanh có lẽ ở đây. Đại ca, sao huynh biết giặc Đông Doanh ở đây? Tiên gia trên trời nói cho ta biết. Đại ca, huynh là tiên gia chuyển thế, có thể nói chuyện với tiên gia cũng không lạ. Ta dám nói đệ cũng dám tin. Đại ca, nơi này quá xa, chiến thuyền của chúng ta không đi được. Nhiều chiến thuyền lớn thế mà không đi được sao? Đại ca hiểu lầm rồi, ý đệ không phải là không đi được theo nghĩa đen. Đệ đang nói loanh quanh với ta à? Nói rõ ràng là thế này ca, nơi được vẽ trên hải đồ là nơi xa nhất mà chiến thuyền chúng ta có thể đi được. Nếu tiếp tục đi sâu hơn nữa, binh sĩ sẽ không thấy được điểm tham chiếu trên bờ. Giữa biển cả mênh mông, các phải sóng lớn, chiến thuyền bị thay đổi hướng đi. Nếu không có điểm tham chiếu thì thuyền sẽ không thể quay về được. Ra đệ lo lắng chuyện này à? Không sao không sao, lần này ta từ huyện Thanh Thủy đến, mang cho đệ một bảo bối cần thiết cho hàng hải. Đại ca, đây là gì vậy? La bàn đây, la bàn. Vật này có tác dụng gì? Nó có thể giúp chúng ta tìm ra giặc Đông Doanh không? Nó không thể giúp tìm ra giặc Đông Doanh, nhưng nó có thể giúp binh sĩ tìm đường về. Đệ nghiên cứu kỹ đi. Đệ có độc à? Đại khách mà đưa thẳng rượu ra, lại còn dùng tách trà đựng rượu, rồi còn đậy nắp nữa chứ? Chơi trò trà ông long dễ cháy hả? Vâng đại ca, ở đây đệ tiếp đãi người ta đều dùng rượu, người đàng hoàng mới uống trà chứ? Vẫn là đệ nhỉ? Bảo sao không ai muốn đến vùng biển của đệ? Đến đây một chuyến là mất mạng à? Đại ca, đâu có nghiêm trọng như mình nói, rượu là thứ tốt mà. Tục ngư có câu, rượu là tinh hoa của lương thực, càng uống càng trẻ. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe cơ giáp và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.